Hello! Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tamarine. Tamarine mỗi tuần một câu chuyện. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái món cơm tấm sườn bì trứng được làm tại nhà. Cái món ăn mà mình rất là thích, cũng như chia sẻ thêm về cuộc sống bên này. Đó chính là mức lương tối thiểu khi mọi người đi làm. Cùng bắt đầu thôi nào! Đầu tiên thì mình sẽ ướp thịt. Ở đây thì mình có 8 pound, khoảng hơn 3,5 kg thịt nạc mông. Mình cũng biết là nó sẽ hơi khô, nhưng mà vì bên này sợ mỡ lắm nên đành chịu vậy. Gia vị thì mình cũng có ghi chú ở cái hình bên cạnh. Có một người quen làm ở nhà hàng chỉ cho chị mình và chị mình chỉ lại cho mình, chứ mình cũng không có khả năng mà tạo ra công thức. Thường thì nếu ướp qua đêm á, thì thịt sẽ ngấm hơn, nhưng mà vì hôm nay nổi hứng muốn ăn cơm tấm nên mình chỉ ướp trước 2 tiếng. Mà lúc mới qua Canada ăn mọi thứ nó không có quen. Vì ở Việt Nam thường thì đồ ăn sẽ tươi sống nhiều hơn. Bên này cái gì cũng đóng hộp hoặc là đông lạnh. Cái vị thấy nó kỳ kỳ, nhưng mà không ăn thì đói, nên riết rồi thì cũng thấy bình thường. Đó, chị mình đang bỏ tiêu vô cho nó thơm. Quay về cái mức lương tối thiểu á, nghĩa là cái tiền mà chủ phải trả ít nhất cho một người đi làm là ở bên này 15 đồng một giờ, khoảng 270.000 tiền Việt Nam trong một tiếng đó. Mà tùy tỉnh bang thì cái mức lương tối thiểu sẽ khác nhau. Mình thấy thấp nhất là khoảng 12 đô và cao nhất là 16 đô. Đối với mình thấy bên Ontario, bên tỉnh bang của mình 15 đồng thì cũng chấp nhận được. Để các bạn dễ hình dung thì một ổ bánh mì Việt Nam là từ 3 hoặc 4 đô. Một cái hamburger thì khoảng 5 đến 6 đô. Hay một tô phở hoặc một đĩa cơm tấm là từ 12 đến 15 đô. Với cái mức lương mà 15 đồng một giờ á, thì bạn sẽ kiếm được hơn 100 đô một ngày. Đi chợ trong tuần thường từ 100 đến 200 đô gì đó cho một gia đình. Thì tất nhiên là không gia đình nào giống gia đình nào, mình chỉ ướm vậy thôi. Nên nói chung đồ ăn bên này thì rẻ. Thường thì mình thấy đi ra ngoài ăn thì mới mắc. Nên nếu làm việc chăm chỉ thì cuộc sống cũng tương đối ổn định. Rồi bây giờ chị mình sẽ đảo đều tất cả các gia vị với nhau và ướp trong vòng 2 tiếng nha. Để thịt đã ướp qua một bên, giờ mình sẽ luộc da và thịt để làm món bì ăn kèm. Cũng không có quá nhiều da và thịt nên mình chỉ luộc mất khoảng 20 phút. Trước đó thì mình cũng đã bỏ ít gừng vô nước luộc để cho miếng thịt được thơm hơn. Và bây giờ luộc xong mình sẽ rửa sơ cái da qua nước lạnh để cho cái da nó được sạch hơn. Còn đây là một gói bì tươi đông lạnh và một gói thính bán sẵn. Vì mình thấy là ít da quá nên mình đã sử dụng thêm một gói này. Bì tươi mình sẽ để rã đông, trụng lại bằng nước sôi, sau đó rửa lại bằng nước sạch. Sau khi các nguyên liệu đã được thái sẵn thì mình sẽ pha thêm hỗn hợp gồm có nước mắm, đường, tỏi và chanh. Thì mình sẽ trộn tất cả các nguyên liệu đều với nhau trước khi mình bỏ thính. Thì tí nữa mình khi ăn cơm tấm á, thì cái bì nó sẽ đậm đà gia vị hơn. Mình sẽ trộn thật là đều trước khi mình bỏ thính. Nói chung là gia vị bên này cái gì cũng có hết. Nấu ăn thì cũng đơn giản hơn hồi xưa. Các loại mì Việt Nam như là Hảo Hảo hay Omachi thì đều có thể tìm thấy ở các chợ Tàu, vì giờ họ nhập khẩu rất là nhiều. Tìm cái gì cũng có cả. Bây giờ mình sẽ đổ thính vô. Và mình cũng không muốn nó quá khô nên mình chỉ vừa sử dụng đủ thính để vừa éo hết cái lớp da thôi. Vậy là món bì đã hoàn thành rồi. Sau đó mình sẽ làm thêm nước mắm, chiên trứng ốp la, vào thêm một xíu cà rốt để ăn kèm. Và công việc cuối cùng đó chính là nướng thịt. Vì trời rất là lạnh, bây giờ đang khoảng âm 12 độ nên quẹt ga cũng rất là khó cháy. Và mình đã mất khoảng 10 phút mới nhóm được lửa. Bây giờ mình đang chờ để cho than cháy đều trước khi nướng thịt. Các bạn cùng xem mình có thể trụ được bao lâu dưới cái thời tiết âm 12 độ C này nhá. Khi than đã cháy đều thì mình bắt đầu nướng. Vì than rất là nóng nên tạm thời mình thấy vẫn ổn. Các bạn cùng nướng thịt với mình nào. Sau khi ngồi gần 1 tiếng ở ngoài trời thì mình không chịu nổi nữa. Nó quá lạnh các bạn ạ. Mình đành di chuyển vô gara để nướng tiếp. Và đây cũng là mẻ nướng cuối cùng rồi. Trời thì khoảng gần 7 giờ tối. Mình nhanh chạy vô nhà thôi. Cơm tấm thì chị mình cũng đã nấu xong rồi. Và đây chính là đĩa cơm tấm sườn bì trứng của mình. Ngoài ra chị mình cũng nấu một ít chè đậu xanh còn cả vỏ, ăn kèm với nước đường và nước cốt dừa. Nó rất là đơn giản nhưng mà cũng rất là ngon miệng. Vậy là mình đã có một bữa tối đầy đủ chất dinh dưỡng, gồm có cơm tấm, sườn, bì trứng, ít trái cây và một ly chè tráng miệng. Mời các bạn cùng ăn tối với gia đình mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Bye! Ăn cái món sườn nướng đang nướng ở đây dưới trời tuyết lạnh lắm các bạn ạ. Mà ngon lắm, đặt hôm nay thịt ngon ơi là ngon các bạn ạ. Đấy, chua thật. Đây các bạn thấy không, mấy cái thịt này giữa cái này lạnh mà ngon lắm, ngon ơi là ngon các bạn ạ. Các bạn ơi, mình nướng gần xong rồi. Nhưng mà do ngoài kia nó lạnh quá, đang ngoài trời đang âm 12 độ C. Lạnh lắm các bạn ạ. Mùa này dịch giật vậy, có cái món cơm tấm này sườn ngon vậy thì còn ngon lắm các bạn. Ngon, các bạn thấy không, ngon ơi là ngon. Không, bây giờ mình nướng gần xong rồi, mình mang vào trong nhà để mình ăn các bạn nhá. Rồi xong mình sẽ mời các bạn sau. Thôi chào các bạn đây.